Tin mừng theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển, rồi lên thuyền sang bên kia, chạy về hướng Ca-phát-na-um. Trời đã tối mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng 25 hay 30 dặm thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền. Họ hoảng sợ. Nhưng người nói với họ: "Chính thầy đây, đừng sợ." Họ định rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới. Có Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Trận cuồng phong các môn đệ gặp trên biển hồ hôm nay là hình ảnh sống động diễn tả những bão táp mỗi khi tô hữu gặp trong đời. Thật vậy, biển trần gian vô vàn sóng gió. Hành trình đức tin mỗi người luôn gợn sóng gian nan. Điều quan trọng là chúng ta đối diện với những khó khăn đó thế nào. Ông bà ta dạy: chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Có người khi gặp một chút gian nan là thất vọng, là kêu trách Chúa. Đừng quên, Chúa luôn hiện diện trên con thuyền cuộc đời của mỗi chúng ta. Hãy kêu cầu người, hãy bám lấy người. Khi ấy, chúng ta sẽ được nghe lời trấn an, làm tâm hồn ta hết xao xuyến. Chính thầy đây, đừng sợ.